Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua câu 34. Như vậy câu 34 thì các bạn sẽ nhận thấy cái phép tính này nè. Các bạn đưa vào trong máy tính thì nó sẽ bị lỗi giới hạn tính toán, chính vì vậy máy tính nó sẽ báo lỗi liền. Như vậy cái khéo léo của mình ở đây là mình đưa cái con 2017 về con 5. Tức là cái phép tính của mình nó chỉ ở dạng là 5 giây thừa nhân cho 1 cộng 1 phần 1 nhân cho 1 cộng 1 phần 2 mũ 2. Cứ như thế đến mũ 5. Như vậy thì các bạn sẽ bấm máy tính được cái biểu thức này. À, thì ở đây là thầy sẽ đã nhập vào trong biểu thức rồi. À, 1 cộng 1 phần 1 này cộng 1 phần 2 mũ 2. Thầy bấm lại từ đầu thôi ha. 5 giây thừa nhân cho 1 cộng 1 phần 1 nhân cho 1 cộng 1 phần 2 mũ 2 nhân cho 1 cộng 1 phần 3 mũ 3 nhân cho 1 cộng 1 phần 4 4 nhân cho 1 cộng 1 phần 5 nó bằng 7760. Như vậy rõ ràng các bạn nhập máy tính này rất là dài, rất là khó. Như vậy đây thầy sẽ chỉ cho các bạn cách bấm máy tính nhanh hơn. Rồi, 5 giây thừa nhân cho cái nút alpha này, cái đây là cái phép tính nhân này. Như vậy trong này thầy sẽ có được là 1 cộng 1 phần x mũ 5. Và dĩ nhiên hồi nãy là mình chọn đến 5 mà, cho nên đây thầy sẽ nhập là x chạy từ 1 cho đến 5 thì kết quả nó sẽ ra liền. À, thầy coi thử, sorry các bạn, chỗ này là mũ x mới đúng này. Rồi nó ra là 776 đấy, đúng nó số luôn. Vậy ở đây các bạn sẽ quy về dạng A mũ B. Muốn quy về dạng A mũ B thì các bạn dựa vào chức năng shift phát ở trong cái chức năng phát này, FACT. Rồi nó bằng 2 mũ 5 nhân 3 mũ 5 bằng 2 mũ 5 nhân cho 3 mũ 5. Như vậy ở đây nó sẽ là bằng 6 mũ 5. Đấy, như vậy nghĩa là con E của mình là bằng 6, còn con B của mình là bằng 5. Ai đấy. Như vậy thì mình sẽ suy rộng ra, nếu là 2017. Nếu là 2017 thì cái con E của mình nó sẽ lớn hơn con 2017 một đơn vị, nghĩa là mình sẽ chọn đáp án là câu A 2018 2017.